Kreuter tiếng Việt, đang suy nghĩ. Đó là rau, mấy cái da, rau gia vị thơm, gì đó. Gia vị à, cái kiểu vậy ha. Đây coi nó có cái gì với cái gì nha. Này là gì? Peppermint. Peppermint gọi là cái gì? Bạc hà hả ta? Ồ, có nhiều là peppermint quá à ta ơi. Chả biết nên sao nhiều dữ vậy nè. Peppermint nè. Rồi bên kia citronen. Rồi bên này là gì? Cái này hình như nướng thịt hay do bỏ nó vô gì nè. Nướng thịt, nướng cá. Làm steak á, steak. Apple mint nó có đủ loại cái mint. À, mint sợ có nó đủ loại. Ồ, cái cây này em mới lần đầu thấy nè. Ê, Ibis, để ướp cái gì trời? Có mùi không ta? Không có mùi gì hết anh ơi. Trời ơi, nguyên một cái vườn gia vị nè. Thấy sướng chưa? À, mình nấu món gì ra đây mà tha hồ mà lặt. Lặt xong rồi ướp. Trong kia nữa kìa. Ồ, còn trong kia nữa hả? Đó, rồi về trong đó đó. À, bên trong á. Thôi, không vô đâu quên. Ok, thôi đi ra bay. Ui trời, cái mặt trời nó bị mây che kìa. Ui trời, ui cái mây đen nó kéo kìa. Coi chừng mưa. Chạy. Hai vòng về quay, chạy. Nãy giờ đi được phân nửa chứ ba? Hy vọng được phân nửa 1/3 gì chưa? Được 1/4 cho lắm. Hả? À, đi gần tiếng hồ mới được 1/4 rồi sao trời? Gió lạnh đói bước tay mỗi chân á, nó sẽ ra cái bụi à, chừng nào nó mới ra bụi được vậy không? Ra bụi này màu trắng với lại ra bụi màu hồng màu tím. Ôi đây nướng thịt kìa, nó có nguyên cái lò nướng thịt bự kìa. Ui đã chưa đó. Lò này hơi bị đá đó. Ui hơi bị đá đó nha. Ui, ở đây lại thêm khu nữa của nhân viên, đây là khu nhà ở của nhân viên làm vườn làm ấy ở trong cái khu nhà dòng này thôi đó. Không coi nè, ở đây ta còn đi tiếp nữa cho nên 1/4 không biết có được chưa. Lại đi nữa hả? Thôi không vô quê, không vô sâu nữa chắc mình quẹo ra. Ở lên ở trên này có lối băng ngang quẹo ra không ba? Đi lối trên này băng ngang quẹo ra không? Sao băng ngang mới ra được? Đây là cái khu vực tư nhân mà. Không, đang nói trên đây nè, trên nè. Ở đây có cái ghế ngồi che. Ôi cái ghế mà em thích nè. Ghế ngồi mùa hè. Ok, thôi, còn nhiều quá à, không đi nữa quay, vòng ra. Nè, nhìn lên chưa? Mấy cái bụi lau đẹp quá hả? À, cái nhà thờ, cái bệnh viện. Ô cái bụi lau này hơi bị đẹp nha. Bụi lau này hơi bị đẹp nè bác. Chụp hình cái hơi đẹp. Lít khỉ bữa nay ngoan nha. Không khóc quá khỉ. À, bên đây là cái bệnh viện. Bệnh viện trong này luôn. Ở đây ta có vườn rau, vườn trái cây, sân chơi gôn, đùm lum hết. Ủa mình đi men theo con đường này à? Ủa em muốn băng qua bên kia cơ mà, đi vòng đây là ra rồi. Nãy mình đi ở dưới đó. Bởi vì giờ mình đi ra đây là đi ra luôn rồi, em muốn băng ngang đây nè. Có đường băng ngang kìa, có đi ngang không? À xe ơi, chắc chạy lên trên này đi vô. Chứ người xa quá đi bộ không nọ nhà của ông ta nhân viên hay ta đem đồ nọ lên sao đi đó. Y tá cũng là nhà sơ đó. Felix à, Felix lấy chân lên
đến đây tu làm y tá, vừa tu vừa làm y tá. Thì ta học ra thì ta muốn làm gì ta làm, giáo viên gì cũng được vậy. À, có cái bàn cờ kìa. Đó, cái địa phận nó bự như vậy đó, em nghĩ là em đi được 1 phần 3, 1 phần 4 không? Chắc cũng được 1 phần 5, 1 phần 6 gì mà. À, đây có cái bản đồ nè. Đây nè, có cái bản đồ địa điểm này nè. Ôi trời, mình đang ở địa điểm số mấy vậy? Nhiều quá, điếc. Nãy mình vô cửa đây, cái bãi đậu xe ở đây nè. Hình như mình đâu mới khúc cái ngoài đây. Cái vườn Kreuter nó ở đây nè. Ôi trời, số 24 à. Nãy mình đi lên đây nè, mình đang đứng mình đây nè. Mình chưa đi hết, mình mới đi được lên đến đây cái em đáng lẽ nó còn phải đi vào ông lên đây nữa. Thì không có mình đi. Mới đi đến đây cái chỗ mini goi nè, cái là mình quẹo đi ra rồi. Cái này em đi mới được có 1 phần 5 đi, cho là 1 phần 5 đi. Cho là 1 phần 5 đi. Nè, bây giờ có con đường nào nè, anh biết nhìn không? Anh nhìn đi. Nè, giờ em muốn đi ra cái khu vực vườn hoa này nè. Ê, đây có nguyên cái vườn hoa nè, có nguyên cái vườn trồng hoa nè bác. Là nguyên cái vườn trồng hoa đây nè. Đó mà. Cái Kreuter nãy nè, phải đi lên nữa nè. Lên chút xíu nữa ra vườn hoa nè, giờ đi lên nè. Nè, Kreuter ở đây nè, 24 nè. Giờ mà lên là số 10 là cái vườn hoa đây nè. Ấy chữ. Ủa, Felix nhìn đi. Ồ, Felix lùng quá à, không coi tới quá. Cho nó chạy đi. Đây đâu có xe đâu mà sợ. Cho nó chạy chơi chút xíu. Trời ơi, quay tới lạnh cấm tay nè. Tay nè. Có đây có bàn cờ nữa kìa. Đúng mà. Thôi Phi, đi đi, mình đi chơi tiếp nè, không. Lên lên đây nè, không, kia, lên đây nè. Đi từ từ thôi nha. Đừng có chạy nhanh quá, mà chạy theo không kịp á. Mẹ già rồi con. Ôi sao vòng quay lại. Rồi. Quay lại rồi. Thích chơi, thấy màu rồi đó. Vậy thôi ba ở đây với nó chơi đi. Em lên em quay rồi xong em vòng xuống. Anh, quay qua coi con. Không có bỏ mình được. Rồi cho thấy mấy cái bàn cờ kìa, cho thích rồi đó, màu kìa. Ui trời. Ui kìa, ba chơi với Felix kìa. Ui dồi. Ui dồi, Felix có biết chơi đâu. Trời, nó biết sắp theo màu nha. Màu đó màu gì Felix? Màu gì con? Lâu. Màu gì đó? Lâu. Màu rốt đâu Felix? Màu rốt đâu? Rốt, rốt đâu? Quên. Nhà dòng đang nghỉ ngơi, tự nhiên mình nói lớn. Màu rốt đâu? Rốt, rốt kìa, rốt. Rốt. Ôi gai đó, gai đó, đừng vô đó. Ra, gai đó ba. Hai cho con ở đây chơi, mẹ lại đi tiếp. Đi tìm cái vườn hoa, trên bản đồ thấy có cái vườn hoa. Bà rác chi tìm mà hoa nó còn không ta. Trời này bắt đầu lạnh rồi, hoa nó rụng hết rồi. Cứ thử đi, còn hơn là mình không thấy. Thử mới biết được. Gắn lạnh chút xíu nha. Không mang găng tay không hoàn cổ. Bữa nay 12 độ nghĩ là nó ấm. Đi ra cũng thấy nó ấm lắm, sao lên đây thấy lạnh vậy. Càng đi lên núi càng cao càng lạnh. Ôi trời. Có mấy cái bông leo đẹp quá nữa. Cái này
này cả hôm đi vô khu du lịch Đầm Sen, giờ đi hoài đi không hết trời. Coi bản đồ mình đi được 1/5 thôi. Đi hết này chắc là phải đi sớm từ sáng đi tới chiều. À hình như phía trước có cái gì bông gì trắng trắng. À, cái này là Kreutzgarten. Nãy mình mới vừa đi qua. À, bông Camille. Ui, ở đây là nghĩa địa. Ui, có nhiều máu nghĩa địa. À, có một ma sơ đang đứng trong đó. Đây là khu nghĩa địa. À, khu nghĩa địa ở đây luôn. Địa bông nó quéo hết rồi, đang hết đường rồi. Bên ngoài là xe chạy rồi, nghe tiếng xe chạy rồi. Vậy là chắc nguyên cái khu bông ở trên này nó bị héo hết rồi, trời lạnh nó héo hết rồi. Nó còn sơ sát thôi mà. Sát rồi. Bây giờ đi xuống là chỗ ba mập với Felix đi ra. Tại bắt đầu lạnh rồi. Trời cũng bắt đầu xuống rồi. Hết nắng rồi. Mới có 4 giờ thôi. Nó sụp mặt trời rồi. Chuyển qua giờ mùa đông. Cho nên 4 giờ là sụp mặt trời. 5 giờ là tối thui không thấy đường đi. Còn mùa hè thì mặt trời tới 11 giờ đêm. Mặt trời còn mọc mà mình đi ngủ. Còn bây giờ mùa đông mới có 4 giờ thôi mà nó đã như thế này. Anh à, cái cây màu đỏ đỏ đẹp quá hả, đỏ đỏ vàng vàng xanh xanh. Đi ra ba ơi, hoa gì nó quéo hết rồi. Gì đó khỉ, trời ơi, khỉ chạy kìa. Đi ra con ơi, gió nè, hết nắng rồi, lạnh quay. Mệt trời, mệt trời. Ôi giời, ôi trời, đứng ở chỗ nào. Thì Lý không có ở đây, nó trốn rồi. Nè thôi mình đi xuống đi ra nè con. Nè đây nè, ôi ôi té kìa. Nắm tay mẹ nè. Thôi đừng chạy nữa mệt á, đi từ từ thôi. Đừng chạy nữa ha. Nó mệt kìa, thở quá trời kìa. Lăn ra đi. Mình đi trước chút, ba đi ra nè. Đi ra nè, lạnh quá. Hôm khác lại đi tiếp nha. Lạnh quá, cái tay nó không còn cảm giác nữa rồi. Lăn ra, đừng nhanh quá con. Ok, bye bye mọi người nha. Mọi người coi nếu thích bấm like giùm mình. Cảm ơn, chào tạm biệt. Felix, nhìn mẹ nè. Cứ cứ.